Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 1 năm 2024, trong bản tin chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đêm hội học sinh sinh viên năm 2024. Người cao tuổi nêu gương sáng làm kinh tế giỏi. Phát huy vai trò của y học cổ truyền trong điều trị bệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Quyên vừa phối hợp với Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup đã tổ chức chương trình trao quà Tết cho người nghèo. Tại chương trình, 1.300 suất quà, mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng, trong đó có 500.000 đồng tiền mặt, đã được trao cho người dân 8 xã trên địa bàn huyện Chư Quyên. Tổng trị giá chương trình gần 780 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup tài trợ. Đây là hoạt động thường niên của Quỹ Thiện Tâm vào mỗi dịp Tết đến xuân về và đã bước sang năm thứ 16, giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết đầm ấm, đầy đủ hơn. Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam tại Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Nơ Trang Long, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ trao học bổng Thắp sáng ước mơ và đêm hội học sinh sinh viên năm 2024. Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống ngày học sinh sinh viên và chặng đường phát triển của Hội Sinh viên Việt Nam. Trải qua 74 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Sinh viên Việt Nam đã trở thành cầu nối, là người bạn đồng hành của các thế hệ sinh viên Việt Nam. Trong thời gian qua, các tổ chức đoàn, hội trong khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, thường xuyên tổ chức các cuộc thi, chương trình ngoại khóa, phát triển các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ sở thích nhằm tạo môi trường cho học sinh sinh viên học tập, trao dồi kiến thức, kỹ năng, qua đó ngày càng nhiều tấm gương học sinh sinh viên điển hình trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo tuổi trẻ, tình nguyện xã hội góp phần xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Dịp này, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng 12 suất học bổng cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam tại Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lân, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ trao học bổng Thắp sáng ước mơ và đêm hội học sinh sinh viên năm 2024. Các vận động viên tham gia 12 môn thi đấu gồm bơi, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh, đẩy gậy, đá cầu, kéo co, thể dục aerobic, bắn nỏ và cờ vua. Hội khỏe phụ đồng nhằm tổng kết đánh giá công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các nhà trường và là dịp để các thầy, cô, các em học sinh giao lưu học hỏi, phát hiện năng khiếu của học sinh phổ thông để tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tham gia hội khỏe phụ đồng cấp tỉnh thời gian tới. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao huy chương cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong từng môn thi đấu. Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn vừa khởi công xây dựng lớp học cho trường mầm non Họa Mi, phân hiệu Buôn Đờ Răng Phốc, xã Crông Na. Lớp học có diện tích 56m², kinh phí xây dựng 150 triệu đồng do chùa Hoa Nghiêm và tập thể từ thiện anh em Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng tài trợ. Tại buổi lễ, các đơn vị đã trao tặng áo ấm và nhiều dụng cụ học tập cho các em học sinh. Điểm trường mầm non Họa Mi phân hiệu tại Buôn Đờ Răng Phốc nằm trong vùng lõi vườn quốc gia Dốc Đôn, cách trung tâm xã biên giới Crông Na gần 20 km và cách trung tâm huyện Buôn Đôn gần 40 km. Điểm trường gồm có 32 em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, giáo viên và học sinh tại điểm trường phải học tập trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang điều tra làm rõ vụ tai nạn hy hữu khi một chiếc xe tải đang đậu bất ngờ trôi tự do rồi lao thẳng vào nhà dân trên đường tránh phía tây thành phố Buôn Ma Thuột. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 5 phút ngày 6 tháng 1, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 47C19193 đang đậu trên đường tránh phía tây thành phố Buôn Ma Thuột thì bất ngờ trôi tự do gần 100 mét, lao qua ngã tư đoạn giao nhau giữa đường tránh phía tây và đường Imoan, rồi lao vào căn nhà số 319 Imoan. Rất may vào thời điểm trên không có người trong nhà nên không có thiệt hại về người. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế không có trên xe. Rất có thể khi dừng xe, tài xế đã quên kéo phanh tay nên chiếc xe theo chiều xuống dốc, trôi tự do và gây nên vụ tai nạn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần cần cù, sáng tạo, những năm qua, nhiều người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, vận động con cháu, gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn thử nghiệm các mô hình kinh tế mới cho hiệu quả cao. Dù đã ở độ tuổi 70, nhưng ông Bùi Quốc Việt ở xã Bình Hòa, huyện Krông Anna vẫn hăng hái lao động phát triển kinh tế. Sau khi bén duyên với việc trồng và chăm sóc hoa lan, nhờ chịu khó học hỏi, vườn hoa lan và cây cảnh của ông phát triển tốt, mỗi năm thu trên 2 tỷ đồng và tạo việc làm cho nhiều lao động. Không chỉ phát triển kinh tế, ông Việt còn đi đầu trong các phong trào ở địa phương, đóng góp xây dựng đường giao thông, công trình văn hóa. Trong đó, ông đã hiến 1.000 mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Người đảng viên là một người lớn tuổi, thì mình khi nào cũng đầu tàu gương mẫu, tuy là tuổi cao nhưng mà chỉ không nản, khi nào cũng đầu tàu gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, từ địa phương cho đến là thôn cho đến gia đình, khi nào cũng là một tấm gương sáng để cho con cháu và dân làng xung quanh nói theo là tấm gương mẫu mực. Đây là một trong những cái mô hình tôi thấy là rất là có hiệu quả với kinh tế, cho thu nhập rất cao. Ngoài cái thu nhập cao đóng góp với cái kinh tế cho gia đình, từ đó là cụ có cái điều kiện mà phát triển tham gia những cái phong trào thiện nguyện của địa phương. Hàng năm thì như vậy là cụ có rất nhiều cái đóng góp tốt mà chúng tôi cho rằng như vậy là cần phải nhân rộng và cần phát huy. Năm nay đã 73 tuổi nhưng hàng ngày già làng Ibiel Nie ở Buôn Hra A, xã Etun, huyện Chư Mờ Ga vẫn chăm chỉ làm nương rẫy. Ngoài 13 hecta cao su, cà phê cho năng suất cao với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, ông IBL còn mở thêm dịch vụ sai sát lúa gạo. Để có được thành quả như ngày hôm nay, chính là nhờ sự cần cù, chịu khó, học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ngày xưa nhà tôi kinh tế khó khăn lắm, nhưng nhờ nhà nước cho vay vốn rồi mình cũng cố gắng học hỏi ở nhiều nơi. Mình mạnh dạn trồng cà phê rồi cao su. Sau đó may mắn mình có lợi nhuận để tiếp tục mở rộng mô hình canh tác, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, mua sắm được xe cộ, xây dựng nhà cửa khang trang. Không những làm kinh tế giỏi, tích cực gương mẫu, đi đầu đóng góp xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo tại địa phương, già làng Ibiel Nie còn đi đầu trong công tác dân vận, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trên địa bàn xã cũng có một số người cao tuổi làm cái Tết tốt như ông Ibiel là tâm đắc nhất trong thời gian qua, nhưng cũng mong thời gian tới thì cũng có nhiều hộ người cao tuổi và lại người uy tín sẽ phát huy những mặt đã làm được và nhân rộng thêm cái mô hình khác cho các hộ để làm tốt hơn nữa về kinh tế cũng như là các nguồn thu nhập khác cho bà con. Đắk Lắk có gần 3.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi các cấp. Nhiều người cao tuổi là chủ doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc. Thưa quý vị và các bạn, chẩn đoán bệnh, điều trị cấp cứu vốn là thế mạnh của y học hiện đại, song y học cổ truyền lại rất hữu ích đối với bệnh nhân mắc bệnh mãn tính hoặc bị di chứng do tai biến. Bà Trần Thị Bốn ở thành phố Buôn Ma Thuột cho biết chồng bà bị bệnh tai biến cách đây khoảng 3 năm. Trong đó, 9 tháng đầu hôn mê, phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau thời gian tích cực điều trị, ông dần tỉnh lại nhưng bị liệt nửa người, không đi lại được. Bà Trần Thị Bốn tiếp tục đưa chồng đến Bệnh viện Y học cổ truyền để tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Đến nay, chồng của bà Bốn đã đi lại được. Kỹ thuật viên ở đây rất là nhiệt tình, bác sĩ cũng ân cần chăm sóc, vừa là gia đình kết hợp, rồi người bệnh kết hợp, rồi y bác sĩ ở đây kết hợp, có nghĩa là cùng kết hợp song song với nhau là phải mới được hiệu quả như vậy. Y học hiện đại với nhiều máy móc, trang thiết bị mới có thể chẩn đoán đúng bệnh và điều trị cấp tốc những trường hợp cấp cứu. Trong khi đó, y học cổ truyền có thể giúp phục hồi chức năng cho những trường hợp mang di chứng như tai biến mạch máu não, viêm đau khớp, tiểu đường hoặc những bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính. Chính vì vậy mà trong thời đại y học phát triển vượt bậc như hiện nay thì y học cổ truyền vẫn mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh.
ở đây là đa số là bệnh nhân tai biến liệt nửa người thì có xảy ra những cái vấn đề như là yếu liệt nửa người, liên quan đến cái vấn đề là co rút, hoặc là liên quan đến cái vấn đề là người ta rất là khó nói, hoặc là tăng giảm cảm giác. Do vậy mà trong cái quá trình phục hồi chức năng, càng sớm thì bệnh nhân càng có cơ hội nhiều hơn. Y học cổ truyền là phương pháp điều trị bệnh theo cách thức được lưu truyền từ xa xưa. Có hai phương pháp là dùng thuốc và không dùng thuốc. Dùng thuốc là dùng các loại thảo dược có trong các loại cây cỏ từ thiên nhiên, ít gây phản ứng phụ, bệnh nhân có thể điều trị lâu dài. Còn không dùng thuốc là xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, tập dưỡng sinh, v.v. Con số 25.000 lượt bệnh nhân đến điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk mỗi năm cũng đã cho thấy hiệu quả của phương pháp này đối với sức khỏe. Tiếp tục những thành công đã đạt được của năm 2023, thì năm 2024, bệnh viện có một số các chủ trương lớn như là bệnh viện sẽ phối hợp với Viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương sẽ mời các giáo sư, tiến sĩ về tại bệnh viện để cầm tay chỉ việc cũng như chỉ đạo tuyến cho nhân viên bệnh viện, cũng như là đầu tư trang thiết bị máy móc để nhằm đáp ứng được cái nhu cầu điều trị của nhân dân ngày càng đông và đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành y tế. Hiện nay tại Đắk Lắk, ngoài Bệnh viện Y học cổ truyền, các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện đều có phòng khám và điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền. Đầu tư đúng và đầy đủ cho y học cổ truyền phát triển song song với những tiến bộ của y khoa hiện đại là chiến lược quan trọng đang được ngành y tế quan tâm, từ đó hướng đến mục tiêu chăm sóc toàn diện về sức khỏe cho nhân dân.